Nếu cuộc đời là một bản tình ca, thì tôi sẽ trao tặng những nốt nhạc tuyệt vời nhất trong bản nhạc ấy dành cho người mà tôi yêu thương nhất, người đã cho tôi bờ vai vững vàng nhất, để dù tôi có ra sao, chỉ cần tựa vào bờ vai ấy, bao nhiêu tồi tệ trên đời đều tan biến. Ai cũng cần một bờ vai không phải trao ôi tiền bạc lụa là, mà là bờ vai để ta biết, dù một ngày kia ta không còn huy hoàng, ta có sai lầm gì trên đường đời đi chăng nữa, bờ vai ấy vẫn sẽ luôn ở đấy và đợi ta về. Thằng nhóc ngưỡng tuổi 18, cứng đầu và lắm lúc tỏ ra khó chịu với những quan tâm, ân cần của mẹ. Nó may mắn hơn nhiều người, có một gia đình đầy đủ tình yêu thương của cha và mẹ, nhưng nó cũng kém may mắn hơn nhiều người. Gia đình nó không mấy khá giả. Cha nó vì công việc nên một tháng cũng chỉ về thăm nhà được vài hôm, tiền cha mẹ làm ra chỉ đủ ăn, dư giả một tí thì nó có cái áo mới mặc đón năm mới. Năm nay nó đậu đại học, một ngôi trường mà nó mơ ước, có danh tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Vì tình hình dịch bệnh nên nó chưa phải xa gia đình để lên thành phố học. Cái máy tính mới khiến cha mẹ nó chuồn mặt xuống trong vài bữa cơm. Nằm trên giường, nó thầm trách cha mẹ không cho nó cuộc sống đầy đủ như những đứa bạn bè cùng trang lứa. Mỗi khi mẹ nặng lời, tình cảm dành cho mẹ lạnh đi một ít. Nó không đủ tỉnh táo để nhận ra rằng tình cảm mà mẹ dành cho mình lớn biết nhường nào. Nó cũng là một người hay suy nghĩ, chịu học hành và thích đọc sách. Và một cuốn sách đã khiến nó chợt ngồi lại, lấy cuốn nhật ký mà nó luôn dành để nói về cái cuộc đời vô thường, tàn nhẫn và tệ bạc. Nay lại có những dòng cảm xúc mới, những dòng cảm xúc chân thật nhất của nó về một bờ vai thầm lặng. Lần đầu tiên, nó viết ra những lời yêu thương mẹ xuống một mặt giấy. Trong cuốn tiểu thuyết Ngoài kia giông bão lòng mẹ bình yên của nhà văn John Meon Kwan, người ta không khỏi xúc động trước hình ảnh một người mẹ già đã hơn 70 tuổi, một mình với ba đứa con luống tuổi giả dầu, ôm nỗi thẹn ly hôn, phá sản, tù tội, bất tài, cùng quay trở về để rồi căn nhà tồi tàn của mẹ không ngày nào bình yên. Chửi bới, tranh giành, thậm chí đánh nhau sức đầu mẻ trán. Em gái muốn anh chết quách đi, anh trai đánh em không tiếc tay, cháu gái hỗn xược với bác, bác moi tiền tiêu vặt của cháu, tưởng chừng như không có gì tệ hơn được nữa. Lạ thay, người đàn bà ấy vẫn nhẹ nhàng đón nhận tất cả, không một lời oán than. Bà vẫn đều đặn những bữa cơm buổi sáng, vẫn những buổi tối đầy thịt nướng cho lũ con ăn ngán thì thôi. Dõi theo từng trang viết của tác giả, người đọc càng bị lôi cuốn bởi giọng văn nhẹ nhàng, có khi hài hước, có lúc lại xót xa. Cuốn sách mỏng, thời gian diễn ra chỉ gói gọn trong một năm, từ lúc đứa con quay trở về trong vòng tay mẹ, rồi rời tay mẹ ra đi, nhưng với cách tạo văn phong đậm chất đời sống. Gấp cuốn sách lại, ta có cảm giác như thấy mình phần nào trong đó, để đong đầy với thế giới thực tại, nhìn người mẹ già trước mặt rồi tự hỏi, mình đang làm gì vậy? Tôi đọc cuốn sách này rất lâu, nhưng tôi cũng chỉ cảm nhận được một chút gì đó buồn, một chút gì đó về cuộc sống con người. Nhưng mới đây, tôi đã chứng kiến một cuộc mất mát. Hai đứa con nhỏ vừa mất đi người cha trạc tuổi 30. Là một người ngoài cuộc, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự mất mát. Đó là sự đau đớn tột cùng của mỗi người trong gia đình họ, gục ngã trước thân xác người thân đã bất động. Tôi cảm nhận được cuộc đời sao mà vô thường quá. Người cha đi từ sáng, sáng ấy cả gia đình cùng ăn sáng chung vui với nhau, cười nói vui vẻ. Ấy vậy mà chỉ chưa đầy 12 tiếng, người ta đã trôi theo dòng nước lạnh buốt. Để rồi sau 2 tiếng, thi thể mới được tìm thấy và đưa về nhà. Tiếng thét xé lòng khi tôi đang ăn cơm tối cùng gia đình khiến tim tôi quặn lại. Nhìn lại cha mẹ đã già, đọc lại cuốn sách, tôi lại rơi nước mắt. Tôi cảm nhận được đời người chỉ là tạm bợ. Chúng ta ké qua dạo chơi một hồi, chúng ta trải qua những cung bậc cảm xúc, trải qua thăng trầm, vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau đớn có. Chúng ta tham, sân, si, chúng ta chạy theo những phù phiếm xa hoa, những hào nhoáng bên ngoài mà quên mất vẫn còn một bờ vai không bao giờ biết mỏi với ta. Ai cũng cần một bờ vai, không phải để gánh giùm ta những mệt nhọc,
mà là để làm tan đi những mệt nhọc của ta khi vựa vào bờ vai ấy. Ai cũng cần một bờ vai không phải trao ôi lụa là, mà là bờ vai để đường đời dù có sao đi chăng nữa, thì bờ vai ấy vẫn sẽ luôn ở đấy và đợi ta về. Ai cũng cần một bờ vai để đêm có nóng bức hay cái lạnh buốt xương, bờ vai ấy ân cần phe phẩy chiếc quạt cả đêm, bờ vai ấy vẫn phơi ra đón gió để ta nép vào. Tôi cũng biết đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, hàng nghìn trẻ em phải rơi vào cảnh mồ côi. Tôi không thể tưởng tượng được bản thân sẽ như thế nào khi phải ở trong hoàn cảnh của các em. Tôi bây giờ chỉ muốn lan tỏa thông điệp rằng chúng ta hãy trân trọng những gì chúng ta đang có, tìm về nơi bờ vai nơi đấng sinh thành để dành cho họ những điều tốt đẹp nhất, dù bạn có ở đâu, có làm gì đi chăng nữa. Đừng hẹn nhau đến khi lúc trái đất ngưng tận cùng, đừng để đến khi trước mắt là những cái tên xa xôi lạ lùng.